Hello, chào mọi người đến với kênh Văn hóa ẩm thực, du lịch và đời sống của tôi nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ đi mò con trai để làm một món rất đặc biệt. Sao không lấy chậu theo? Được thì cho luôn. Trai ao mình rất nhiều luôn anh em ơi. Đây này, vợ chồng mình mới mò 5 phút thôi đã được bằng này rồi. Mùa này con trai sinh trưởng rất là mạnh mọi người ạ. Lớn rất nhanh. Bé này ấy. Bằng này rồi.
xuống ao đã được một con này. Yeah, rồi. Rồi bắt rồi. Em cũng được nhiều lắm ở đấy à. Trước khi chế biến thì vợ mình sẽ đánh sạch vỏ bên ngoài nó như này nhé. Video hôm nay cũng dài rồi, mình hẹn mọi người ở video lần sau. Mình sẽ làm món chay, một món rất đặc biệt nhé. Một ẩm thực đặc biệt của Tây Bắc. Cảm ơn anh em đã theo dõi nha. Nếu thấy hay thì like cũng như đăng ký ủng hộ vợ chồng mình có động lực chia sẻ thêm nhiều clip hay.